Oli xếp đồ phụ mẹ ấy hả? À, ok rồi. À, ba ba mama rồi rồi Oli phụ mẹ xếp đồ để mình chuẩn bị đi du lịch hả? À, mình đi du lịch ở đâu? Oli có đi New York không? New York. New York lần đầu tiên con đi máy bay luôn á hả? Con có thích không? Máy bay ngày mai mình đi, con có thích không? Thích không? Bay vậy á hả? Bay vậy hả? Trên mây á hả? Trên trời có mây á hả? Ok. Đó, đang soạn đồ cho chị nè. Để đi du lịch, lần đầu tiên Oliu đi du lịch, đi máy bay. Đây là một vali đồ của con. Ủa, con thích vậy đó hả? Con thích dữ vậy á hả? Ok, wow. Con dừng té con. Oliu excited quá mẹ. Rồi, rồi chung vô chổng luôn rồi hả? Chung vô chổng làm gì đó? Tú à, coi chừng á con, nó sập cái lều bây giờ á ô. Nó sập cái lều bây giờ con. Đây, để mẹ vô mẹ coi coi mấy anh gấu đang làm gì trong đó hả? Mấy anh gấu làm gì trong đó? Đó, trời phá muốn sập cái lều của người ta luôn vậy đó. Rồi quay qua nhìn mẹ nè, quay nhìn mẹ coi coi con ngồi yên ổn ở chổng rồi cho baby ăn á hả? Cho baby ăn á hả? Đâu baby đâu, ẩm ẩm baby cho ông bà cô chú coi coi. Baby của con đâu? Cho baby ăn nấm á hả? Cho baby ăn nấm luôn. Rồi, vậy giờ mẹ xếp đồ cho Liêu nha. Chuẩn bị đồ cho Liêu đi du lịch nha. Ô đói bụng quá hả con? Rồi mình gửi hành lý rồi mình đi nha. Oli muốn ngồi đâu con? Oli muốn ngồi đâu con? Ôi sẵn sàng chưa Oli? Oli ơi, Oli sẵn sàng đi máy bay chưa con? Mình đi máy bay á, máy bay bay ở đâu con? Bay ở đâu? Bay trên mây á. Mây. Rồi con đi đâu? New York hả? Con nói đi, con đi New York. Ngoài sao mà con nhiều chuyện hả Oli? Baby ngủ rồi. Baby ngủ rồi, con nằm xuống con ngủ với Oli. 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 Baby ngủ chưa con? Ngủ chưa? Baby ngủ chưa? Nói nhiều chuyện, em bé ngồi sau lưng đó mà nói nhiều chuyện á. Tới rồi mình chơi. Ngủ cho khỏe đi, tới rồi mẹ nhắc đi chơi.
mình đã tới New York rồi. Olive đi máy bay rất là giỏi luôn. Đó, mới vừa tới phi trường New York. Sao vậy? Ô, muốn lên ngồi hả? Con muốn lên ngồi hả ô liu? Đẩy được ba đẩy à. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Olive. Happy birthday con gái. À, năm nay birthday 2 tuổi của Olive. À, đại gia đình mình đi đi cruise, dinner cruise ở New York, ăn birthday con ở trên tàu. Birthday của con á hả? Happy birthday con gái nha. À, con thổi cái đó được không? Thổi lại mẹ coi thử coi. Để đi, để cho nó đẹp con. Đây mẹ để cho. Rồi, gọi lưu thổi này cho mẹ đi. Thổi cho mẹ coi thử coi. Thổi có được không? Wow. Thổi lần nữa không? Thổi lần nữa không? Ngon không? Ngon không? Ngon quá ta. Ngon không con? Dạ. Dạ mẹ. Ngon không con? Bóc ăn vậy đó. Ngon quá hiểu luôn. Cái này nè, cái này nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Olive.
Wow, ngon quá ta, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Wow. Con bơ ăn bánh mì nè. Ok con. Happy Mother Day, mẹ luôn. Yeah, we're gonna talk about Mother's Day, but we're not gonna talk about Bruno. Ok, ok, mẹ biết rồi. À, con muốn mẹ ngồi đó hả? Ok rồi, để Bông Bông ngồi không? Nè, Bông Bông ngồi nha. Nước chơi gì đó. Oliu ơi, Oliu. Oliu kêu Bông Bông lại ngồi kế bên kìa. Dễ thương quá ta. Rồi làm kiểu luôn đi con, làm kiểu đi. Làm kiểu đi con. Wow, dễ thương quá ta. Minh Minh đừng có ngồi đi đi. Nhảy đi ba.
Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, mừng sinh nhật ô bé ô liu được 2 tuổi, tiệc được tổ chức trên tàu ở New York cùng với ông bà ngoại, gia đình má ba, em Bon Bon, má Út và Dượng Minh. Tất cả mọi người được ăn uống say sưa, nhảy đầm đầy đủ các thứ. Ô liu trông rất là vui vẻ và hạnh phúc. Ba mẹ luôn hy vọng mỗi một năm đến sinh nhật của con thì đều có thời gian và sức khỏe để có thể dắt con đi du lịch ở một nơi mới, để con gái có thể là khám phá nhiều điều thú vị trong cuộc sống này. Và ba mẹ cũng luôn chúc cho con gái được nhiều vui vẻ, sức khỏe, thông minh, học giỏi, lễ phép, ngoan hiền và luôn có được cuộc sống bình an bên ba mẹ nha con. I love you con gái. I love you. Happy birthday, Oliu. Ông Family Cuộc Sống Mỹ, tiểu bang Texas cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Oliu trong thời gian qua. Và cũng đừng quên tiếp tục ủng hộ cho gia đình của bé Oliu nhé. Hành trình New York của Oliu rất là dài và còn rất là nhiều video sẽ được ra mắt với ông bà cô chú nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mến chúc tất cả mọi người có được một ngày mới được nhiều vui vẻ và sức khỏe.